Đây nước cô to như bánh. Giờ nắng lên cái thấy nó tan rồi, từ 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 từ. À. Hồi sáng tôi làm mấy rồi nó quay kỹ. Tối vô tôi đặt ở chỗ này. Sáng phá màn hình. Nhưng mà nó nằm cái cánh bên của thằng Quỳnh Long. Tôi kia điện của Quỳnh Long đây được, điện của vua Gia Long. Ở sáng đi lên là điện vua Gia Long, còn ừ, là Quỳnh Long. Quỳnh Long. Còn bên cái cánh này phải ra. Mình là người nhất cái gì được. Nhưng mà nó nằm cái cánh bên của thằng Quỳnh Long. Tôi kia điện của Quỳnh Long đây được, điện của vua Gia Long. Ở sáng đi lên là điện vua Gia Long, còn ừ, là Quỳnh Long. Quỳnh Long. Còn bên cái cánh này phải ra. Đây đây là cây cảnh sáng ở trên dồ bò hóc. Ở đây là củ quyền trăm họ, nhiều người về đây cúng sáng. Đây đây là của cha Ngọc Hoàng trên điện Bồ Hồng. Người đi sao? Người đi ra. Sao nó đi ra để chấp cái ngọn.
là cái mũi hạ quan cái đời mặt pháp thất lụng thất tả tôi lên kêu với nhau này chúng là thời gian xá mà đời mặt pháp là gì đó, đời mặt pháp là kỳ ân xá, lực tu hành chẳng khó như xưa, tại gia niệm Phật sớm chưa, ắt là cũng được Phật đến đưa đón về, người sẽ được liên quê đỡ gót, lại được thêm tàn phép lộng thác che thanh, dịp này là đợt khó cần, không tu không còn, dịp nào lần nào mà tu, cho nên kêu quý vị ơi. Đợt này Phật ra đời báo tin cho mình là cái cõi sắp quỷ diệt, cho nên ngài lập lại cái hội năm qua, có nghĩa là lá vàng thì trước sau cũng phải đổ, để lá xanh thay thế trên cành, hết đời trượt đến đời thanh, lực nhân quả đã dành từ xưa, thở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu, an vui chứ chẳng khổ sầu điều chi, người nào cũng nhung di tiếp tốt đẹp, người nào cũng hiền đức thông minh. Rồi bây giờ là nhỏ lần cho đến hiện giờ, lòng người quá xấu, địa hình quá dơ, nay đến lúc ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến di, cũng là một kỳ thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây, mà cái người trong kỳ này thì sâu duyên Phật kiếp này mới tu được, ráng tu đừng bỏ cuộc nữ nam ơi, tu một đời giải khổ cả muôn đời, đã chịu khổ nhiều rồi đừng chịu nữa, mau tìm chốn an vui chư Phật ở, chớ chìm luôn kiếp khổ trầm gian, nếu kiếp này bến giác chẳng hề sang, thì kiếp tới còn mang nhiều nghiệp báo, nay dẫu có muôn ngàn khảo đảo, núi to bao đục mấy có ngày thông, đạo khổ mấy cố công tu sẽ đắc, giống sanh tử nếu không đem gieo giấc, mầm thế gian không mọc được đâu, đường giảng sanh cực lạc một lòng cầu, kiếp sống khổ bao lâu rồi cũng khỏi, trên đường đạo tu hành cứng cỏi, chinh phục đời theo dõi lầm tin, chữ Di Đà luôn chắn ở tâm mình, như tam tạng đi thỉnh kinh thở trước. Dạ, kính thưa quý vị, nếu như mà mình muốn vượt qua sông mê bể khổ thời này thì mình phải là gán tu chứ quý vị. Mà mình tu thì có nhiều pháp môn để tu, nhưng mà theo như lời mình nhắc hồi nãy giờ thì là cái pháp môn niệm Phật là nó vi diệu nhất chứ quý vị. Tại vì hạ nguyên trời Phật thả tù một tiếng niệm Phật, Phật bù 10 câu, cho nên á mình niệm có một tiếng Phật mà Phật bù cho 10 câu, cho nên á là nó dễ đắc. Hay là xưa tu mùa 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo Tây Phương. Dạ, kính thưa chư quý vị, nay một tu cũng đáo Tây Phương, mà thầy cũng nhắc là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, dứt mê đồ thoát cuộc luân hồi. Dạ, cũng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng là thầy cũng ví dụ một kiếp. Mà kiếp này mình bến giác chẳng hề sang, thì muôn kiếp tới còn mang nhiều nghiệp. Chứ quý vị, mà mình không tu là chìm đắm cõi nơi hà, chốn nơi hà có nghĩa là 10 ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại héo von cho trẻ, cứ đau lưng đừng ghẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hòa dìa, trên hòa dưới thận, chớ lìa chớ phăng, lôi long qua hội ăn cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân, lôi âm dục khởi tiếng đờn, thắt sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dễ chân, nước cươi nửa lọ tương bừng, ngậm cho thế sự hãy lừng lặng tay, thời cũng ai tại không ai tu niệm, cứ lặng lơ nhạo bán khoe phang, đến nay là buổi pha tràng. Các nhà trên cây kìa. Dạ. Nhà trên cây kìa. Tam thiên lục bá khắp tràng hại văn. Bây giờ tam thiên lục bá nó xuống rồi chưa quý vị. Dùng nước cấm giờ phát hiện ra một ngôi nhà trên cây. Tu này bố. Cái đó là thiền. Ông đạo dừa. Ông đạo này ông đạo gì?
Cái cây này á, cây gì không? Cây này đứng xa nhìn không rõ. Lạ lạ ha. Cái mũ á. Không phải. Lá thì giống cây không phải. Giống như cây bứa rừng. Ừ. Máy còn ừ. Nó không thấy sáng rồi. Biết cậy nó đi. Có rồi được rồi. Ừ, lá nó quay cầu vui. Nào coi máy không giống bị nhè nó không sáng. Ừ. Trời, sáng mà. Sáng. Sao nó thấy đưa vô cái nhà nó nhè không thấy. Dạ. Rồi để nhắc lại các vị xuống đây là dạy cho biết bao nhiêu người biết bao nhiêu giáo pháp, nhưng mà mình rút tỉa ra chỉ có pháp môn tịnh độ là thời này là hợp căn cơ trình độ với các mỗi người hết. Già yếu tu niệm Phật cũng được, mà thông minh ngu dốt tu cũng được, mù cũng niệm Phật được. Và tại vì thầy nói là không sai, là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành. Lục tự Di Đà là phương phép, lục tự Di Đà là phương phép cứu khổ. Nam mô vô lượng phước Việt nàng tu kỹ hữu thiên kinh. Và dạ, kính thưa chư quý vị, chắc đi. Kính thưa chư quý vị, bây giờ mình cũng đã đến đây là nơi đây gọi là Điện Quỳnh Long. Đây mình cho các vị xem. Thiền Bát Nhã. Bát Nhã này không biết của cái vị nào đây. Đây. Cái nơi đây hiện giờ mình thấy là tảng đá nhưng mà được gọi là Thiền Bát Nhã. Ngâm một câu coi Thiền Bát Nhã rồi. Thiền Bát Nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người qua chốn sông mê. Bây giờ mình xuống dưới mình quay cái cảnh dưới nè. Ừ. À, cái đoàn kia đang cúng ha. Nó mấy huynh đó đó, ba ngồi chờ. Vừa hẩm hiện ra, vừa hẩm về cái đường này đi xuống dưới có cái đường này, có cái điện gì nữa nè lạ lắm. Không mà nghe nó cái điện gì lạ lắm, xuống sâu lắm nè. Đó tôi có đi xuống nó vậy đó. Ừ. Đây là cái đường ra, cái này kêu bằng điện Quỳnh Long cô bác chị em. Đây ở đây dứt nửa tiếng này. Hồi sáng thì mình ở bên bờ hông mình nhìn qua bên đây là sương bay một phủ núi, giờ qua bên đây nhìn lại bên kia là sương tắt. Rồi, sáng rồi bên đây dùng quá. Ừ. Sáng đứng, đứng đó là mây đây nè, dù quay người kia quay mây dù quay nè. Rồi quay một cái đuôi rộng từ bên đó dù dạ quay nè. Cái gì cái điện trước mặt cái núi này như kêu núi dài hay gì. Bây giờ không biết hả? Hoa Long Sơn, núi dài vậy mi. Ừ, núi dài nó biết nằm đâu. Nhớ núi dài em diễn gặp mấy bên núi dài em diễn nằm ở trên đây quá xuống trên rồi. Nhớ ở trong đình Thái Sơn chị ra ông quay mặt người ta Sơn, chị ra. Cái nước của to như bánh. Về mây chứ. Chắc là nắng chứ. Cái này là chị đi nắng không mà chị đi sớm ha. Mà mình cũng đi có người ta tới được. Cái đám này chắc đen. Bỏ giấy thôi đi cục vàng bỏ giấy đi không. Cái đám này có đen. Phan, bỏ giấy ra đi tiếp.
niệm bổn sư cũng được. Trốn nắng, tôi trốn vô dốc rồi. Di Đà. Di Đà sao mặc áo của Bồ Tát. Chị Hai á, chị Hai ba nói vậy nè. Đi mà bà nói đọc cái bài gì ông bẹp đi tu, tôi nên sợ ông đi tu luôn, không dám đọc. Bồ Tát. À thì Phật Bồ Tát danh với Hòa Tử. Đi mà hôm nay uống thuốc. Ê, uống thuốc mày đọc quá vậy. Má không này. Thấy đường mà có đọc. Nhất đó mà có nghèo. Bắt thì tượng các quý vị Phật. Thôi có bà con ta chảnh không đợi trẻ ơi. Mình tập trung mình cúng cái đi cho đi cúng. Cúng gì đang tên. Tên qua cúng quay à. Rồi tập trung quay cúng đi. Để đây. Quỳ lên cúng. Cúng xong rồi đi rồi chơi. Dạ cúng gỡ nón rồi con. Lại đi. Nam mô Ta Bà Giới Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giới Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giới Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Chân Thần. Chư vị Nam Đồng Mê Núi cảm ứng chứng minh. Chúng con thiện nam tử với nhau thành trò Đức Quỳnh Giới Chủ chân quỳ ta chấp trò lên lễ nhân hương. Hôm nay là ngày 23 tháng 5, chúng con trở về Thiên Cấm Sơn về đến Điện Quỳnh Long để trình lễ cầu xin nâng trên Tổ Phật Thầy. Thiên ơn của đất giúp sức trợ duyên cho chúng con, được thân khỏe tâm an đi đến nơi về đến chốn, tập bệnh đi trừ, được trở về Vũ Gia. Phát Bồ Đại Tâm tu hành tinh tấn, tình trọn đạo hiếu chung, tu học đến ngày chờ Đức Thầy về dẫn dắt hội Long Quang Thượng Quang Thánh Đức. Kính thưa chư quý vị, cái này là mình tới điện Quỳnh Long rồi trong buổi sáng chư quý vị. Đang phái đoàn mình đang kỉnh và cúng chư quý vị. Thế là chắc buồn ngủ không? Khói lên. Không có buồn ngủ không ha? Mày ngủ bỗng ngát hoài. Thấy không con? Mày dĩ mấy nọ mấy nắp tay. Mày mây bay tóc núi rất đẹp chưa quý vị ơi. Mày ngủ mấy nè, đừng có nắng lên mà mày giữ. Trong ô bá hung gì lên bờ xuống ruộng. Cũng xong rồi nhường cho phái đoàn kế tiếp. Ngậm lắm nó chào chữ gì tới ông á. Chú tên gì? Sông Hậu 617. Sông Hậu đó. Sông Hậu 617 ha. Cảm ơn các Quỳnh nha. Dạ. Cảm ơn chư quý vị. Dạ. Chư quý vị mai duyên gặp đạo thầy kỳ ba gắng tu cho kịp hội Long Hoa. Để chăng một bước thì đọ xa đời rồi. Hay quá. Chư quý vị ơi bây giờ là thời buổi này á mình phải cảm ơn Quỳnh. Tu mau để chảy người ơi. Chấp ngay chư quý vị. Dạ, cảm ơn. Rồi huynh đệ mình tiến đi tới dài dài tới nữa. Để ma bệnh theo hà bén gót thằng chết kia ôm hót bên mình. Đạo lành sao lại chẳng tin. Dầu cho thông thái cũng gìn cốt xưa. Nỡ đâu lại vậy bừa đồng lỗi cùng gốc người. Thượng đế xuống trần. Hoài đầu nghe tiếng đàn ngân. Trở về chốn cũ cho gần Phật tiên. Hãy sanh chung quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần. Dục thúc muôn dân. Cái quạt của chú Bẹp. Thôi chú Bẹp thôi đó. Nó có ai đấy gì. Của con đó. Thế này cái nón của mẹ thì để lên cái ba lô của mẹ. Để tờ thấy gì đá đá. Có đi thì cũng để lên ba lô của mẹ vậy. Lên đây mà trực tiếp có chỗ có sống chỗ không đâu trực tiếp được. Dạ, em đang ở núi.
có sống không? Xe lo, xe lo, xe lo, má ơi. Thua luôn rồi. Mất tiêu cũng sống rồi. Ôi, còn của bà vậy là sáng giờ bay hơi hết rồi đó, nó mới bắt mũi lại đó. Khuyến trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong nhà tây phương. Mắt mẹ nó kìa. Có thơm. Kết nối lại kìa. Nào kết nối lại là tao đọc. Tại vì một rượu hai dầu thơm, nó không có bay lại. Trong dầu thơm nó cũng có chất còn mà. Thì một rượu hai dầu thơm là mũi nó không bay lại, nó không lại gần được. Nó giống như là không biết nó có kỵ cái gì đó mà nó không lại. Đây, đây là cái cung của mẫu Sơn Điện Diêu Kỳ Phật Mẫu. Sáng sớm trên điện bồ hồng nhìn những tảng mây nhìn quá đẹp mấy bà con. Cái dãy bên Quỳ Long đó, một hồi lên trên đó một cái là sương mắt lạnh. Quỳ Long bên kia hả? Ủa gì là lậu ngược này là lậu lên đó hả? Lậu dần dưới lậu ngược trên trên hết. Vậy là mới đây mình giờ mình nói cho nó lậu cũng kinh mấy rồi. Nhưng mà khi ở xa nhìn qua mới thấy, còn như nay là bên kia nhìn qua đây thủ bên đây. Mới cái núi này đâu có lịch thôi ta.